Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Quyển Thứ Nhì. Tây Ninh, Chùa Gò Kén, năm Bính Dần 1926. Thầy các con, cõi trần là chi? Khách trần là sao? Sao gọi khách? Trần là cõi khổ, để đọa bậc thánh tiên có lầm lỗi. Ấy là cảnh sầu để trả xong quả, hoặc về ngôi cũ, hoặc trả không xong quả, phải mất cả chân linh là luân hồi. Nên kẻ bị đọa trần gọi là khách trần. Đạo là gì? Sao gọi đạo? Đạo tức là con đường để cho thánh tiên Phật đọa trần do theo mà hồi cụ vị. Đạo là đường của các nhân phẩm do theo mà lánh khỏi luân hồi. Nếu chẳng phải do theo đạo thì các bậc ấy đều lạc bước mà mất hết ngôi phẩm. Đạo nghĩa lý rất sâu xa, nhưng phải hiểu trước bao nhiêu đó rồi mới học các nghĩa quyền bí khác cho đích xác đặng. Đời cũng thế, đạo cũng thế. Chẳng đạo chẳng nên đời, đời đạo chẳng trọn. Lấy đạo trao đời, mượn đời dồi đạo. Đạo nên đời rạng, vũ áo phù qua, nương bóng khổ trăm năm mãn cuộc. Tự thanh cao, nếm mùi tự toại, dưỡng chí thanh nhàn thì có chi hơn. Vậy là màu, vậy là trí thăng. Tây Ninh, Chùa Gò Kén, năm Bính Dần 1926. Lý Thái Bạch. Về việc công cử bàn trị sự, chư hiền hữu làm không hiệp thiên ý. Vì một người mà lãnh nhiều trách nhiệm thì sao cho tiện? Thượng Trung Nhật, hiền hữu rõ việc lắm chớ. Thượng Trung Nhật bạch: lão y lời hiền hữu mà xin sửa lại, vì không phải thiếu người mà làm như thế. Việc đó là việc của chư hiền hữu, lão đâu dám tiến cử ai. Nhưng có một điều là một người không nên lãnh hai phần việc. Thái Thơ Thanh thủ bổn và phó hội trưởng không đặng. Hai người trong hội ký tên mới được xuất phát. Lấy theo việc hành chính thì không phải tính như vậy được. Đạo cả chẳng nên tư vị, nghe. Lão còn ít lời khuyên chư hiền hữu rằng: công quả cho kịp kỳ, kẻo để nhiều người còn chìm đắm trong khổ hải mà không đặng sớm gặp tam kỳ phổ độ. Nên lão cũng lấy làm thương xót. Có người thì rủi giường ấy, còn nhiều kẻ mai gặp chánh đạo lại có ý cáo thối, lui bước lại đường đời. Ấy là điều đáng lo cho chúng sanh. Vì cái gương đạo mà đem chiếu giữa công chúng, nếu gương trong thì tỏ rạng, còn gương lờ thì mới sao. Phần nhiều để giả lo thế sự, không hay lẽ chánh lẽ tà. Trong đạo kẻ ấy khi nghe lời nghị phản đối thì ngã theo liền. Vì quanh năm cứ mang lấy thói mơ hồ, nên phải thua kẻ ngoại đạo. Vậy cái tiếng mình là người đạo chẳng là tiếng hổ thẹn lắm sao? Chư hiền hữu, nếu lấy lời của lão mà làm phải thì nên lưu ý mà lo đạo, và cũng đem truyền ra cho hết thảy đặng nghe. Còn có nhiều đạo hữu cũng cố công nữa, lão sẽ nài xin phong thưởng. Lão xin chào chư đạo hữu thăng. Sài Gòn, tại nhà Cao Thượng Phẩm, ngày 12 tháng 6 năm Bính Dần 21 tháng 7 1926. Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương. Chư nhu, chư tín nữ khá nghe. Nếu cả thế gian này biết tu thì thế gian có lẽ cải lý thiên đình mà làm cho tiêu tai tiêu nạn đặng. Huống lựa mỗi cá nhân biết tu
thì là thiên đình cầm bộ Nam Tào cũng chẳng ít chi. Tu là chi? Tu là trau dồi đức tính cho nên hiền, thuận theo ý trời đã định trước. Nếu thế gian giữ thì thế nào đặng bảo toàn, còn mong mỏi gì đặng bền vững. Cá nhân giữ thì thế nào bảo toàn tánh mạng, đã bị tội cùng thiên đình thì bị hành phạt. Nơi kiếp sống này nếu không biết tu, buổi chung quy sẽ mắc tội nơi thiên đình. Phẩm vị tiên Phật để thưởng cho kẻ lành mới đáng phẩm vị, chớ chẳng phải của để treo tham cho thế gian phòng toan đạt đặng. Tuy lực lệ siêu phàm nhập thánh thì vậy, mặc dầu chớ cũng do cơ thưởng phạt của thiên đình mới đạt phẩm vị ấy đặng. Của vô vi chưa chắc ai muốn lấy thì lấy tùy ý. Nếu làm tiên Phật đặng dễ dàng thì cả thế gian miễn có học chút ít thì đã đặng làm tiên Phật rồi. Vì luân hồi đâu có phòng sanh sanh tử tử. Kinh điển giúp đời siêu phàm nhập thánh chẳng khác chi đũa ăn cơm. Chẳng có đũa, kẻ có cơm bốc tay ăn cũng đặng. Các con coi kinh điển lại rồi thử nghĩ lại sự công bình thiêng liêng mà suy gẫm cho hay lẽ phải. Thầy khuyên các con theo sau thầy mà đến phẩm vị mình thì hay hơn tuôn bờ lướt bụi đi quanh kiếm quất nghe à. Thăng. Ngày 27 tháng 6 năm Bính Dần. Ngày 4 tháng 8 1926. Ngọc Hoàng Thượng Đế hỷ chư môn đệ, thầy muốn các con hội hiệp đặng nghe dạy. TH nghe dạy. Thời kỳ mạt pháp này khiến mới có tam kỳ phổ độ, các sự hữu hình phải hủy phá tiêu diệt. Thầy đến chuyển đạo lập lại vô vi, các con coi thử bên nào chánh lý. Hữu hình thì bị diệt đặng, chớ vô vi chẳng thế nào diệt đặng. TH. Thầy đã khiến cho con đi đế thiên đế thích, đặng xem cho tạng mặt hữu hình nội thế gian này. Ngày nay ai cũng nhìn nhận cho là tối đại, mà con đã thấy nó còn bền vững đặng chăng? Lòng đạo đức con thầy thấy rõ, nhưng thời giả dối đã qua, thời kỳ chân thật đã đến. Thầy không muốn cho con hao tài tốn của mà gìn giữ sự giả dối. Chẳng cần chi con lo lập thánh thất của thầy và sùng tu Phật tượng chi hết. Con hiểu bổn nguyên bảo sanh là bổn nguyên thánh chất thầy. Thầy khuyên con để dạ lo cho nhân sanh mà thôi, phần hồn về thầy. Con có biết sự chân thật nơi nào mà phải khổ thân lo lắng. Con có phận sự rất lớn, thánh danh con cũng lớn. Thầy dặn con nhất nhất phải do mạng lệnh thầy mà thôi. Con phải lập cho thành một nền tư bổn, chung lo cùng môn đệ thầy. Ngày ngày hằng góp nhóp tùy sức, mỗi đứa lo lập. Một sở trường học, một sở dưỡng lão ấu và một nơi tịnh thất. Còn chùa chiền thì ngày sau e cho con không đủ sức cai quản cho hết. Ấy vậy đừng lo lắng đến nữa, nghe và tuân theo. Con phải đi công quả với TL mà độ rỗi nhân sanh. Con có thể giúp phương tiện cho mấy đứa nhỏ đi truyền đạo thì chung lo với nhau mà định liệu. Con khá nghe theo lời thầy. Thăng. Bác nương. Chào quý anh quý chị, mời bình thân. Năm mới chùa mới vạn sự đều mới, vậy em đến cầu chúc cho quý anh quý chị đặng những điều mới mẻ may mắn.
Tân xưng đây, quý anh quý chị, coi bộ ráng nông trang hành đạo. Em cho biết, phàm mỗi năm, những vị nào trong lúc ngày xuân biết lo phụng sự thần thánh tiên Phật, thì công đức đặng sắp bằng hai lần ngày thường. Còn việc các đấng phú thác cho mình, hoặc yêu cầu mình thi hành một vấn đề nào, nếu mình chọn tin, mang pháp, thì các đấng cũng ghi công cho. Nhược bằng mình không tuân hoặc lười biếng trễ nải thì các đấng lại ghi tội cho. Vậy xin các anh các chị ráng hiểu dùm, muôn việc chi khởi đầu đều khó, nhưng cái khó mình lướt qua đặng mới có công, mới anh hùng, mới chí sĩ, mới đáng đạo sĩ. Quý anh quý chị đều ăn sung mặc sướng, ngày nay đổi lại chịu phận nâu sòng cũng khá thương đó. Nhưng chưa nghèo phải học nghèo, chưa khổ phải học khổ. Kế chi quân tử, cư bất cầu an, thực bất cầu bảo. Chỉ cặm cụi quanh năm lo cho xã hội được no ấm thôi. Biết người quên mình, đó là phận sự kẻ tu hành. Đến bậc tối thượng thừa cũng phải như thế mới tròn nghĩa vụ. Luân dịp em sắp chương trình hành lễ Đức Chí Tôn, đến ngày mùng 8 các anh các chị cũng ráng công quả 2 ngày nhang đèn hành đại lễ. Quý anh tầm một phương pháp, dùng tạm thời một ngọn đèn có đủ yến sáng. Vì chúng ta không có những đèn có đủ yến sáng nên cùng chẳng đã, phải tạm đó thôi. Đèn bảy ngọn cũng có lẽ đặt tên là thất tinh. Quý anh quý chị luận coi, em xin tạm 5 phút đồng hồ cho quý anh quý chị suy nghĩ rồi trả lời từ anh từ chị. Ngưng cơ một lúc. Xong chưa? Bạch rằng, có cái đèn của anh phối sư tuy cũ nhưng cũng chùi lao, có lẽ cũng tốt. Em gọi rằng tạm, thì vật chi miễn có đủ bảy ngọn đèn thì có thể dùng được. Bạch, đèn thất tinh bà định treo ở đâu? Để tại đây, thế cho ngọn đèn trước hết, để khi nào có cầu đàn mới dùng, còn thường ngày khỏi phải đốt lên. Vì một là cho đủ yến sáng, hai là rọi chân thần của quý anh quý chị cho sáng lạng minh mẫn. Đúng giờ tí này khởi lễ, khi cầu các đấng phải ráng thủ lễ, mãn lễ cũng để nhang đèn như kỳ này vậy. Bạch, xin bà cho biết có tụng sám hối hay kinh chi thêm? Đức Đại Tiên Trưởng cho hay rằng, ngài đã yêu cầu Đức Chí Tôn bữa đại lễ giáng đàn, vậy ngày kế quý anh quý chị sẽ đọc kinh cũng như ngày xuân. Xong khoảng cầu trong kinh cứu khổ, chỗ xưng hô đệ tử, xin quý anh quý chị đổi lại cầu chung cả cho chúng sanh. Khi Đức Chí Tôn giáng, chẳng nên mật niệm điều chi, và chẳng nên chạy qua chạy lại. Đánh chuông phải sắp đặt cho có một vị đứng hầu chung cho sẵn, đến khi xưng tên thì mới hầu chung. Bạch, xin bà cho biết, lại rồi mới hầu chung phải chăng? Xưng tên rồi cơ ngưng sẽ hầu chung. Khi Chí Tôn thăng, quý anh quý chị cả thải phải lại đưa, rồi tái cầu có Đức Mẹ giáng đàn. Chư tiên chư Phật hầu lễ tại điện tiền, cậy em thay mặt trao lời cầu chúc ngày xuân cho quý anh quý chị. Xin quý anh quý chị ráng nấp nắm gốc cây cho chắc, kẻo gió lớn thổi bay ra. Ví dầu có thổi thế nào thì em xin quý anh quý chị ráng bịnh gốc lại nghe. Em xin dâng cho quý anh quý chị thêm một tuổi nữa, em xin kiếu. Thăng.